Xin kính chào quý khách. Chả cá Khai Lát Đông Dương là đặc sản của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chị nha, chả cá Khai Lát Đông Dương rất tuyệt vời để cho món chả cá đủ độ dài và độ béo. Cá phải được làm với xương, thịt cá phải được làm với xương, thịt chả với giò trống và các sản phẩm hay chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo những quy chuẩn khắt khe về chế biến thực phẩm của chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội. Thành phần chỉ là mắt trong với cho thịt gì đâu mà giảm và béo dậy. Những nguyên liệu thực phẩm được kiểm soát theo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình nấu phải được làm với xương, thịt cá phải được làm với thịt chả với giò trống và các gia vị hay tỏi thì là thì quay thế là gì đấy là biến đấy cá cháu rồi con ạ. Thế à, mẹ vừa gửi cho về à? Muối mà chưa sau khi giới thiệu nguyên liệu xong thấy là nó được ngày nghèo khổ cuối cùng nó cứ cày hì hì không ta chi rồi là chúng tôi đã có một món chả ngon đúng điệu chả cá thủy tây ngon say lòng người chính vì sự tinh vị trong chiếc đó chả cá thủy tây có thịt phần ngon đặc trưng cùng lông với bất kỳ loại chả cá nào. Mà lúc đó cháu đứng ngay một tí, cái lúc mà chị Thảo ơi, nào cá, cháu đứng một tí thì nó lại hết không? Chả cá Khai Lát Đông Dương xin kính chào quý khách. Chả cá Khai Lát Đông Dương là đặc sản của các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo những quy chuẩn khắt khe về chế biến thực phẩm của chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội. Thành phần chả cá Khai Lát Đông Dương có 70% là thịt cá, phần còn lại là thịt lợn và quả bình, hành tỏi, củ đậu. Nhưng mà thắng, nhưng mà có được nghỉ đâu? 20 thì được nghỉ rồi nhưng mà em muốn về quê. Lần đi du lịch miền Tây là cũng trong chợ. Tháng sau, bao giờ mua đi bảo chị. Còn mẹ ai chơi đi miền Tây thì cô sợ không ngon. Có hơn 300, không chạm mua. Đã chơi nó kén người ăn. Đây là... Nhưng mà hôm nay em thủ mua là em bóp rồi. Cá này, cá này. Bao giờ mua đi thủ chị. Đó là... Em bóp của em. Rồi con gái thiếu gì tiền đâu? Với gửi giới thiệu xong mà. Bao nhiêu à? Em không biết nhưng mà hôm trước chị bảo em làm thì mới gửi tiền xong. Còn tháng này có mỗi hơn nữa tiêu. Mà có nhớ không, nó có năm mấy, nó có 8 hay 900 tiền ăn chị Hà đưa cho nó phải bảo bán vào cho tài khoản cho nó 500 còn nó chỉ bớt ra 300 mấy rồi ăn thôi. Thế nhưng mà chính vì sự tỉ mỉ trong chút đó, chả cá Khai Lát Đông Dương có vị thơm ngon đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Ngọt lịch sự việt, cái ngon ăn một bữa chả cá về dáng già thế. Cháu tiết kiệm đủ như thế này, cháu đi làm, đi sáng làm hết sáng đấy. Mỗi tháng em chỉ làm một triệu. Một triệu một triệu một triệu. Cái này đi. Nhưng mà cháu đã gửi vào cho tao rồi thì phải lúc nào cần khẩn cấp. Đúng không? Thì bạn nó mới đưa. Nhà bằng tay mới đều cô. Đây là cá ấy, cá
đánh thôi để làm giả. Chợ cá Thái Lát Đông Dương xin kính chào quý khách. Chợ cá Thái Lát Đông Dương là đặc sản của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất tiêu chuẩn. Chợ cá Thái Lát Đông Dương chỉ được công nhận thực phẩm chất lượng cao nhất tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội. Phần chợ cá Thái Lát Đông Dương có 70% là thịt cá, phần còn lại là thịt lợn, hải sản, hành tỏi, dầu lý sơn, nước mắm ngon, bí quyết của hàng tiêu dùng lâu đời. Chính vì sự tỉ mỉ trong chút đó, chợ cá Thái Lát Đông Dương có vị thơm ngon đặc trưng với bất kỳ loại chả cá nào, mọi vị vừa nhẹ, cái mặn, chợ cá thành 4-7 trăm gram, giá tươi 7 sáng, mặn trong, bốn trong thịt đủ đo ngon, dẻo, mặn, nguyên liệu thành phần được kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đang mang đến sự an toàn thực phẩm. Quy trình làm chả cá Thái Lát thủ công rất công phu, để cho món chả cá được ngon, ngọt, đủ độ dai và độ béo, cá phải được gọt hết xương, thịt xa mê lấy thật viết. Bây giờ mua trọng đời vẫn giúp gia đình thêm phong phú và còn không thể dưỡng được cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Xin mời các cùng thưởng thức món đặc sản của người Xuân Nam này. Xin cảm ơn đến chúc quý khách hàng những bữa ăn ngon miệng. Chương xin kính chào các khách. Mùi tươi.